Alo, em xin chào các anh chị và cô chú bác nghe. Tối hôm nay em làm cái món sườn bò nghe. Sườn bò này thì em mua một miếng như vậy là coi như là 25 đồng nha các anh chị và cô chú bác. Bây giờ mời các anh chị và cô chú bác cùng theo dõi với em nghe. Theo dõi là cái mình làm như thế nào ha. Ok, bây giờ cái này em rửa xong rồi. Muối với giấm em đã rửa xong rồi thì bây giờ là em sẽ công đoạn á, là mình nướng thì mình không có ướp gia vị rồi gì hết. Mình nướng xong rồi mình mới bỏ gia vị vô. Tại vì cái này mình nướng mà mình bỏ gia vị vô thì coi như là nó bị đen nghe các anh chị và cô chú bác. Theo dõi cái video kế tiếp em làm như thế nào nha. Và cô chú bác, mình bỏ vô trong này mình nướng này. Rồi sau đó rồi mình qua thêm một mặt nữa, rồi mình sẽ lấy ra, rồi bắt đầu mình mới ướp gia vị vô thì nó rất là nhanh, mà cái thịt nó không có bị cháy, mà cái màu nó rất là đẹp nữa các anh chị và cô chú bác. Cái này là cái cái nước sốt để em bỏ vô trong chỗ cái thịt nướng nha các anh chị và cô chú bác. Cái nước sốt khi nãy em đưa cho các anh chị và cô chú bác thấy đó, thì chút xíu nữa em sẽ lấy cái thịt ở trong chỗ cái air fry ra, xong rồi em lăn, em ướp gia vị này vô, rồi em bỏ vô em nướng thêm một lần nữa là cái thịt nó rất là ngon mà nó không có bị đen. Xin các anh chị và cô chú bác theo dõi cái video này tiếp theo với em nha. Đây là cái tác phẩm em mới vừa làm xong ra. Bây giờ thì em sẽ bỏ gia vị vô. Đây là cái thịt em vừa nướng xong rồi. Bây giờ em sẽ ướp cái gia vị vô, xong rồi cái em để cho nó một chút xíu thì nó ngấm vô trong cái thịt này, thì xong rồi em mới bỏ vô thêm một lần nữa. Em nướng chỉ trong vòng 6 phút thôi nghe các anh chị và cô chú bác. Tại vì cái thịt này nó đã chín rồi thì mình sợ bỏ gia vị này vô thì nó sẽ cháy, cho nên mình mới
nướng cái thịt qua trước đi, rồi xong rồi mình ướp gia vị, rồi mình nướng 6 phút thôi, bên 3 phút hai bên 6 phút là coi như là mình có thịt ngon ăn rồi nha các anh chị và cô chú bác đó. Rồi bây giờ mình chờ, mình chờ cái chảo kia xong rồi thì mình sẽ ướp tiếp tục nữa. Nếu mà các anh chị và cô chú bác muốn cái mùi cho nó thơm thì đây là ngũ vị hương nha các anh chị. Ngũ vị hương mà nhưng mà cái hình con nai, hình con nai này thì nó rất là thơm. Ngũ vị hương hiệu con nai đó. Bất cứ các anh chị và cô chú bác mình đi chợ, mình đi bất cứ mình đi chợ Việt Nam nào nó cũng có cái loại này nha các anh chị và cô chú bác. Đây là em đang ướp gia vị, em mới vừa nướng xong là em lấy ra đó, rồi em lăn gia vị vô, rồi chút nữa em bỏ thêm 6 phút nữa, một bên 3 phút, hai bên 6 phút là cái thịt nó ngon mà nó không có bị cháy nha các anh chị và cô chú bác. Cái này là cái mẹo nướng thịt nghe các anh chị và cô chú bác. Lúc trước em nướng, em ướp gia vị vô trước rồi em nướng thì cái thịt nó bị đen, đen ăn không được. Bây giờ càng ngày càng thí nghiệm coi thử cái thịt nó, mình không có muốn thịt đen thì mình sẽ làm qua bên chỗ này 10 phút một, ví dụ giống mấy 3 miếng thì 15 phút, mà một miếng thì 10 phút, là một bên 5 bên kia 5 rồi mình trở lại 5 là thành 10 phút. Rồi xong rồi mình lấy ra, mình lấy ra rồi mình ướp gia, gia vị giống vậy, rồi mình sẽ bỏ thêm một lần nữa thì cái thịt nó rất là thơm, thơm mà nó không có bị đen nha các anh chị và cô chú bác. Các anh chị và cô chú bác cứ làm theo cách của em đi, là các anh chị và cô chú bác ăn cái miếng thịt nó rất là ngon, không không có sợ cái miếng thịt nó bị cháy. Ăn cái này thì mình kèm ăn với lại rau củ, thì mình ăn với lại broccoli, cauliflower, carrot đó, mình ăn như vậy đó nghe các anh chị và cô chú bác. Thịt em đã nướng xong rồi, màu nó rất là đẹp các anh chị và cô chú bác. Mua một dĩa thịt luôn. Nguyên một dĩa thịt luôn. Thấy hấp dẫn các anh chị và cô chú bác. Mời các anh chị và cô chú bác ăn cùng em nha. Thưởng thức cái thịt bò nướng này ha.